Sản phụ già nhất thế giới sinh đôi ở tuổi 74 sau gần 60 năm chờ đợi. Một người phụ nữ 74 tuổi đã trở thành sản phụ già nhất thế giới sau khi mang thai và sinh con ở độ tuổi xưa nay hiếm, kết thúc 57 năm gia đình chờ đợi một đứa trẻ trong mỏi mòn. Magayama 74 tuổi ở miền Trung Ấn Độ mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và sinh con bằng phương pháp sinh mổ vào thứ năm vừa rồi. Ở độ tuổi sinh nở như vậy, Maga đã chính thức trở thành sản phụ già nhất thế giới dù trải qua thời kỳ mãn kinh từ 30 năm trước. Trước đó, bà Maria, 66 tuổi, người Tây Ban Nha, sinh hai cặp song sinh vào ngày 12, là một người nắm giữ kỷ lục bà mẹ lớn tuổi nhất thế giới. Bà mang gây với ông Chitra vào ngày 23 tháng 3 năm 1962, của ông làm nghề nông và hiện nay 80 tuổi. Tuy nhiên, trải qua hàng chục năm hôn nhân, hai ông bà vẫn thất bại trong việc sinh con. Cô bà nói rằng mình đã được truyền cảm hứng để sinh con sau khi một người hàng xóm thụ thai tuổi 55. Phòng khám tiến hành thụ tinh nhân tạo ở thành phố Kutun còn trả toàn bộ chi phí cho quá trình điều trị của bà Maga. Bởi nếu cô bà 74 tuổi đang mang thai thành công sẽ là một bước tiến lịch sử. Sau khi thụ tinh nhân tạo, bà Maga cũng phải nằm viện và được theo dõi trong suốt 9 tháng mang thai. Tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình chỉ bằng lời nói. Những đứa trẻ này đã hoàn thiện tôi. Sự chờ đợi kéo dài 6 thập kỷ của tôi cuối cùng đã kết thúc. Bây giờ không còn ai gọi tôi là vô sinh nữa. Tôi đã nghĩ đến việc nhờ vào sự giúp đỡ của thụ tinh nhân tạo sau khi một người hàng xóm thụ thai ở tuổi 55. Cô bà nghẹn ngào chia sẻ sau khi sinh. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, cả mẹ và con đều khỏe mạnh, không có một biến chứng gì cả. Tuy nhiên, người mẹ đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để thoát khỏi tình trạng căng thẳng mà bà đã trải qua trong vài giờ qua.